buổi sáng tôi đã giới thiệu cho quý vị khái quát về cái con đường tu của mình, cũng như là tôi trình bày về những cái chủ đề nồng cốt trong cái bước đầu tu tập. Chắc quý vị cũng thấy rõ con đường tu chỉ là để chuyển hóa cái tâm của mình từ cái tâm dao động bị cuộc đời thu hút, cho nên có nhiều lo nghĩ ưu tư buồn phiền. Bây giờ làm sao để chuyển đổi cái tâm của mình nó trở thành nó khách quan, nó bình an, an lạc. Như vậy con đường tu chỉ là con đường chuyển hóa tâm thôi. Và làm sao chuyển hóa tâm chứ không phải là chuyển hóa cuộc đời. Cuộc đời bên ngoài nó vẫn như vậy thôi, từ ngàn xưa cho tới bây giờ, muôn ngàn sắc thái khác nhau, muôn ngàn cái hoàn cảnh, cái điều kiện khác nhau hết. Không có bao giờ mà cuộc đời nó êm xuôi, nó tốt đẹp như ý muốn của mình. Cho nên cái vấn đề không phải là mình chuyển đổi cuộc đời, mà là mình chuyển đổi cái thái ý của mình về cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Bên ngoài, con người muôn đời nó vẫn như vậy, tức là nó vẫn ham thích cái này cái kia. Mà cái lòng tham thì mình biết rồi, nó không bao giờ có giới hạn, nó không có dừng lại bao giờ. Cứ muốn cái này, muốn thêm cái khác, rồi muốn nữa. Và muốn cuộc đời phải lo lắng, phải phục vụ cho mình, muốn người khác phải thương yêu mình, phải chăm sóc mình, vân 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 vân. Vì tất cả những cái ham muốn đó là cái nguồn gốc gây nên cái sự bất tội nguyện. Tại vì có bao giờ người khác chiều ý mình hay là cuộc đời chiều ý mình đâu. Thành thử Đức Phật nói nguồn gốc của khổ đau là do cái tâm của mình cứ ham thích, cứ muốn cái này muốn cái khác. Do đó bên ngoài cuộc đời nó vẫn như vậy từ xưa cho tới bây giờ. Mình chỉ làm sao để cho cái nhận biết của mình đó, cái thấy của mình về cuộc đời, về người khác thay đổi cho nó phù hợp với những cái sự thay đổi ở trong cuộc đời. Chỉ vậy thôi. Mình chỉ có thể chuyển đổi chính mình thôi để sống phù hợp với cuộc đời, chứ khó mà chuyển đổi người khác lắm, khó mà chuyển đổi cuộc đời theo ý mình lắm. Như vậy tu là học hiểu những cái sự thật hay là những cái chân lý của thế gian, của cuộc đời. Những cái chân lý đó Đức Phật dạy rất là rõ ràng ở trong kinh điển. Mình chỉ học hiểu và mình đem mình áp dụng trong cái đời sống của mình, thì như vậy mình sống phù hợp với cuộc đời. Phù hợp không có nghĩa là mình tiêu cực, mình buông trôi cuộc đời của mình đâu. Nhưng mình hiểu cuộc đời nó thay đổi luôn luôn, thì mình bớt có cố chấp vào trong cuộc đời. Cái vui nó tới thì mình biết cái vui đó rồi nó cũng sẽ thay đổi. Mà cái nỗi buồn nó tới, mình cũng biết nỗi buồn đó rồi cũng sẽ chấm dứt.
Khi mình khỏe mạnh, mình biết sẽ có lúc mình đau yếu. Mà khi mình bệnh tật, mình cũng hiểu có lúc sẽ hết bệnh, sẽ khỏe hơn. Thành thử ra, mình tu chỉ là để hiểu những quy luật chi phối cuộc đời, chi phối con người, để mình sống cho phù hợp với những chân lý đó. Đó là con đường tu đó. Đó là cô tóm tắt lại tất cả những cái pháp môn nào trong đạo Phật cũng đều hướng tới cái mục tiêu đó thôi. Chiều hôm nay thì cô muốn bắt đầu đi vào hình thực hành đó, tại vì giờ này chắc là cũng mọi người cũng thấy mỏi mệt, buồn ngủ rồi đó. Thành thử ra bây giờ chiều nay cô cho thực hành để cho hoạt động hơn một chút. Hồi trưa này quý vị có nghỉ ngơi được không? Có không? Chắc cũng mệt hơn buổi sáng phải không? Thực ra thiền á, không có cái gì là khác thường, khác lạ với đời sống bình thường. Nó cũng chỉ là cái đời sống bình thường của mình thôi. Nhưng mà sống như thế nào nó tốt, nó tốt cho sức khỏe, cũng như nó tốt cho cái đời sống tập thể, trong gia đình, trong bạn bè, trong xã hội đó. Làm sao để có cái sự thương mến, hài hòa, đoàn kết, chỉ vậy thôi. Thì khi mình sống ở trong đời thì mình tiếp xúc với cuộc đời, mình nhận biết cuộc đời bên ngoài qua cái gì quý vị? Mình sống nè, mình nhận biết bên ngoài qua cái gì? Đúng rồi, qua giác quan của mình. Có bao nhiêu giác quan? 6. Kể là thử coi. Rồi, vậy là biết hết rồi phải không? 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý là vật chất hay là tinh thần? Vật chất hay tâm? Ý là tâm, đúng rồi. Như vậy khi mình thực tập thiền, mình cũng sử dụng 6 cái giác quan đó để mình thực tập. Cũng giống như trong đời sống bình thường vậy thôi. Tuy nhiên, khi mình sống hàng ngày á, nhiều khi mình đi mà cái tâm mình nghĩ những chuyện gì khác ở đâu, mình không có biết là mình đang đi. Mình dính mắc những chuyện khác. Ví dụ như mình đi ngoài đường á, mình đâu có biết mình đang đi đâu. Mình đi mình nhìn chung quanh, mình thấy bên nhà kia có trồng cây quýt, có cái trái chín chín á. Cái mình nhìn thấy cái mình ôi thấy thèm quá, cái là lại hái trái quýt. Ví dụ vậy. Như vậy có dính mắc chưa? Rồi có phạm lỗi gì không? Lỗi gì? Đó. Quý vị thấy dễ tạo ra cái nghiệp xấu rất là dễ đó, phải không? Rồi mình đi qua cái nhà khác, mình thấy trồng cái bông đẹp quá, nó dê dê ra ngoài đường, cái thì sao? Cái mình hái cái bông, như vậy có lỗi chưa? Lỗi gì? Cũng là tham đó. Rất là dễ nha. Mà có bao giờ mình vô tư mà mình phạm lỗi đó không? Rồi thí dụ như mình đi mấy cái chỗ mà có cảnh đẹp, trồng cây kiển đẹp, mình nhìn mình có thấy thích mắt không? Có không? Mình có khen không? Mình nói trời ơi, đẹp quá, cái nhà này đẹp quá, mà không biết sao người ta giàu dữ vậy à. Chắc người ta cho vay cắt cổ. Như vậy mình có phạm lỗi chưa? Lỗi gì?
cái lỗi đó là giọng ngữ đó nha. Mình gán tội cho người ta, mình suy luận, mình buộc tội cho người ta. Mình có bao giờ mình nói trời ơi nhà giàu quá, chắc phước báo dữ lắm á, mình có nói vậy không? Có nói không? Cũng có, cũng suy luận thôi. Mà thấy nhiều khi đúng không? Thì sai. Như vậy thấy nhà ta giàu, người thì nói cái này chắc cho dai cắt cổ, còn người kia nói chắc phước báo nhiều. Quý vị thấy cái tâm người ta đó khác nhau vậy lắm, thấy không? Cái tâm mình như thế nào đó, mình nhìn người khác như thế đó đó. Bây giờ mình tu là mình, ví dụ như mình đi, mình nhìn, mình thấy, mình biết thôi, không có xét đoán, không có phê bình, thì sao? Có tạo ra cái lỗi gì không? Hả? À, như vậy đó. Nó tu dễ quá rồi, sao quý vị thuộc lòng hết rồi mà giờ tôi hướng dẫn gì nữa giờ? Rồi bây giờ bắt đầu buổi học này, giờ mình đi nha, mình thiền hành nha, để cho hoạt động một chút, để cho đỡ buồn ngủ. Không biết hết lớp vậy đi đủ chỗ không ta? Mình đi những cái cách cô hướng dẫn là làm căn bản đó nha. Tức là mình chỉ giữ cái biết thôi. Biết mình đang đi, chỉ vậy thôi. Giống như là mình là cái biết mình nó đặt ở dưới cái bàn chân của mình đó. Chân mình xúc chạm ở dưới sàn nhà như thế nào đó, mình chỉ biết như vậy thôi. Tức là không có cần để ý cái gì tới chung quanh. Mà quý vị có biết cách đi chưa? Có biết không? Có ai hoàn toàn chưa biết gì không? Hả? Có ai chưa có bao giờ thực hành thiền không? Có một người hả? Rồi cô nói khái quát thôi nha. Mình đi ở đây chắc mình đi cách nhau chừng một thước thôi, tức là một cái khoảng vậy thôi, để đi không có chạm vô cái người trước đó. Mà tại đây không có rộng cho nên không cách xa, cách chừng một thước thôi, người trước người sau cách một thước nha. Đi hai tay buông xuôi bình thường, chứ không có đánh đồng xa như kiểu mà đi bộ mà tập thể thao nha. Mắt thì nhìn xuống dưới sàn, tức là nhìn để cho biết cái con đường mình đi cho nó đúng đó, không bị dấp té đó. Còn ngày xưa thời Đức Phật có đi nhìn xuống đất để không có đạp mấy con côn trùng dưới đất, mà cũng để không có ngước lên ngắm nhìn chung quanh. Ngắm nhìn chung quanh thì sợ mình dính mắt. Mình bây giờ thì đi nhìn xuống để cho thấy rõ cái con đường mà mình sắp đi đó. Rồi còn cái biết thì đặt ở chỗ cái bàn chân xúc chạm với cái sàn nhà. Đơn giản vậy thôi, chỉ biết mình đang đi. Đơn giản vậy thôi nha. Rồi mình đi chừng 2 vòng. Rồi mình về chỗ ngồi. Rồi cô sẽ mời quý vị trình bày cho cô biết là hồi nãy đó, đi đó, mình thấy cái gì, mình nhận ra được cái gì, mình cảm nhận cái chân mình đi như thế nào. Rồi trình bày cho cô nha. Được không? Ai nói được nó nhớ đó nha. Rồi phải trình bày nha. Nói cho cô biết để coi quý vị có thực hành đúng hay không á. Đừng có ngại gì hết á. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi, bước đầu tiên đó. Rồi mỗi lúc mỗi ngày sẽ khó hơn chút,
Bây giờ là bước đầu tiên thì ráng làm cho tốt nha. Đi, chỉ biết mình đang đi thôi. Để ngồi coi có ai lạc đề không thì biết. Giờ tôi sẽ cho đi vòng xung quanh đây. Quý cô muốn đi hay là quý cô không muốn đi tùy ý nha. Mời sư chú Quang Dũng dẫn hướng dẫn giùm chú Quang Dũng. Cô giới thiệu với quý vị, sư chú Quang Dũng ở bên Úc Châu. Ở đâu vậy sư chú, giới thiệu đi. Sư chú bắt đầu dùm sư chú đi theo chiều Kim Đồng Hồ để đi thử xem mình là ghế, mình
tiếp tục mình làm pháp thở về chỗ ngồi. Ngồi thẳng lưng, hai đầu gối chạm với đất, chạm với sàn. Lấy mắt kiến ra, tiếp tục thở. Hít vô biết, thở ra biết. Mới cau mày nha, dang hai cái chân mày ra thư giãn, thư giãn cái vai nữa. Thôi quý vị hơi ngừng nha, bây giờ không biết là mình biết cách xả thiền không, không biết. Tức là giả dụ như nãy giờ mình ngồi một tiếng, hai tiếng rồi vậy đó nha, tê tay tê chân rồi đó. Ví dụ nha, thì xả thiền là để cho mình cử động lại từ từ, từ cái nhẹ nhẹ cử động ra để cho khí huyết nó điều hòa, chỉ vậy thôi. Thì thứ nhất là mình hai cái tay mình xoa chỗ cái thịt này là mình xoa hai cái chỗ đó cho nó ẩm ẩm, rồi mình áp vô trong hai cái hốc mắt vậy đó, vô hai cái hốc mắt kéo ra từ từ, rồi mình mới mở mắt đó, vậy đó, xoa 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 rồi áp vô trong mắt. Mà nãy giờ mình mở trước hết đó, nhưng mà cái phương thức nó là vậy. Rồi cái hai tay mình xoa lên đầu, 10 ngón tay mình cào cào lên đầu để cho máu huyết nó điều hòa trên đầu á. Rồi cái mình xoa hai lỗ tai, hai tay mình xoa hai lỗ tai, xoa mạnh cho nó ấm. Rồi hai tay mình xoa là trước cổ, hai tay quên ở sau ót chứ không phải nói trước cổ. Sau ót làm mạnh nha. Rồi bây giờ giơ tay ra, tay này massage đó. Rồi đổi tay. Rồi bây giờ giả dụ như chân mình tê rồi, mình bung một chân ra nhẹ nhẹ nhẹ. Bung một chân ra, hai tay cũng xoa. Rồi mình đổi chân kia. Rồi giờ giả dụ cho mình có đau lưng mỏi lưng, mình tại xích đấm nặng sáu lên xoa đấm. Đó là cách xả thiền thông thường phổ thông nha. Như vậy khi mình ngồi thiền một tiếng rồi, mình nghe chuông điện thoại reo, mình có chạy là mình bắt mình nghe không? Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cô chỉ cho cách xả thiền theo khí công nha. Tức là mình hít thở nội lực 3 lần hay 5 lần là khí huyết nó hài hòa lại liền à. Còn nãy giờ mình xoa xoa thì cũng tốt, nhưng mà xoa đó là bên ngoài thôi. Con lên làm người mẫu hay không? Mấy ngày này mặc đồ khí công hết rồi. Con ngồi đây đi. Thở nội lực nha. Tức là
quý vị cũng ngồi xếp bằng là ngồi thiền đó, giơ hai tay chắp lại lên trước đi, làm theo cô Minh Tuyết. Và nhớ luôn luôn là hai cái này phải để sát ở trong đất đó quý vị. Rồi quý vị khi hít vô thì chưa có chuyển cứng, khi nào nói nén rồi thì chuyển cứng hai cái vai, cái cánh tay con hai cái tay lại, cánh tay con giáp lại. Rồi bây giờ là hít vô bình thường, nói chuyện của nói nén phải chuyển cứng cái này nè, chuyển cứng cái này và thoát cái bụng dưới vô. Ý nghĩ tập trung chỗ bụng dưới là cái chỗ có bạch huyết bào. Rồi rồi khi là lúc nó nín thở á, nghĩa là không có thở ra, nén hơi lại á. Rồi khi cô nói thở ra thì thở ra bằng miệng nha, thở ra cho tới 6 tiếng đến thư giãn hết toàn thân. Đó là cái thế thở nội lực. Nói chừng giờ nội lực, giờ thở hay không thì cô giảng lại cho kỹ hơn. Bây giờ cô hướng dẫn cấp tốc để xả thiền. Xả thiền nha. Giờ quý vị làm theo đi. Hai tay để vậy, hai tay để vậy. Rồi, đó là cái thế chuẩn bị nha. Hít vô. 2, 3, nén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thở ra bằng miệng. 2, 3, 4, 5, 6. Khi nén nhớ chuyển cứng nha. Với lại thoát bụng dưới vô và tập trung cái chỗ mình thoát bụng đó. Rồi, làm lại lần thứ nhì nè. Hít vô. 2, 3, nén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thở ra. 2, 3, 4, 5, 6. Lần thứ ba nè. Cô đi kiểm soát mấy con chuột đó nha. Cái này phải cứng mới trúng nha. Lần thứ ba. Hít vô. 2, 3, nén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, thở ra. 2, 3, 4, 5, 6. Lần thứ tư nha. Hít vô. 2, 3, nén. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, thở ra. 2, 3, 4, 5, 6. Thấy cô không có gồng gì hết thì con thấy không có gồng gì hết. Thấy hết thở mà không có gồng gì hết. Có không? Cái tay vậy đâu gồng được. Khi nén hai cái tay cũng ép thì người
Dạ không ạ. Quý vị nghe nha. Con nghĩ là thiền hành hay là tọa thiền thì lúc mình ngồi là cảm giác mình là không nói mà mình chú ý vô hơi thở và chú ý bước chân, mà cái trong đầu mình không nói gì, là không có lời. Cái đó giống nhau thì khác nhau. Dạ giống nhau. Rồi còn có gì khác nhau không? Dạ khác nhau thì cái sự chú ý vô cái chân và chú ý vô cái lời nói. Cô đâu có cấm nói đâu à. Còn thấy giống nhau là trong đầu không có được nói gì hết. Rồi ai có ý kiến gì nữa không? Nói đi. Dạ, con cũng xin Thích Ca ơi. Mà nãy thì con thực hành thiền ngồi, con có cảm giác lúc con ngồi thì con có cái biết, con nghe cái âm thanh của cái máy lạnh, rồi âm thanh của quạt máy, rồi âm thanh của từng bước đi, cái tiếng của cái xương khớp của mỗi người kêu, con nghe, con biết. Dạ. Lúc nào, lúc ngồi hay lúc đi? Dạ, lúc ngồi, tại con nãy con thực hành ngồi. Rồi con biết là con thở vào, con biết con thở vào, con thở ra, con biết con thở ra. Con tiếp xúc với cái hơi thở mình qua cái vành trong của cái lỗ mũi. Dạ. Con có những cái cảm giác như vậy. Khi cũng ngồi, cũng nghe tiếng máy cái nọ. Rồi trong đầu có nói tiếng gì không? Rồi, có ai muốn trình bày nữa? Rồi, có. Mời chú. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Ni Sư, thưa tất cả các thiền sinh. Thì cái có cái đầu tiên là ngồi. Ngồi thì đếm hơi thở. Thì con đếm hơi thở nhìn phía trước thì hít vô thì biết là biết vô, hít ra thì biết nó ra. Nhưng mà có lúc không có được 100% là mình biết cái hơi thở. Đôi lúc có một cái gì đó, cái đột nhiên nó đi qua một cái chỗ khác, nhưng mà nó đi không có lâu, khoảng mấy giây rồi cái nó trở lại. Cái bắt đầu tập trung vô, đếm tiếp, thì tưởng đắc kỳ này ngon hơn, tập trung nữa, càng tập trung chừng nào nó càng đi chừng đó nữa, không biết tại sao. Nhưng mà đến lúc nó có vẻ là khi ngồi ấy, thì nó khó hơn là đi. Tại khi con đi ấy, thì con mà đếm cái bước chân, con biết từng bước chân của con đi. Con đi là con biết đi, con đi. Nhưng mà nó chỉ xảy ra là không tập trung. Khi mà đi ngang qua cái máy lạnh nó quạt á, thì khi đó tiếp xúc với một cái thứ khác, chứ không phải là cái lạnh, chứ không phải là mình cái đếm. Theo cái ý nghĩa của mình cái đếm, thì nó lại trật, nó trật. Nhưng mà trong cái khoảng cách nó trật đó, rồi thì những bước kế tiếp, nó lại vô là mình đi tới đâu, mình biết mình đang đi tới đó. Thì nói tóm lại theo con thấy đó là như mình đi thì nó dễ hơn là mình ngồi. Con thấy như vậy thôi, còn các người khác thì con biết sao. Một số thích cảm ơn. Chú hít vô thở ra biết, mà chú nói là đếm hơi thở. Đếm là chừng nào người ta có 1, 2, 3, 4 mới kêu đếm. Còn này mình chỉ biết hơi thở thôi, mình đâu có đếm. Rồi có ai muốn trình bày nữa con? Dạ con kính thưa biên sư và thưa các thiền sinh, con xin trình bày cái tâm, cái trạng thái của con qua cái buổi thiền hành đi và ngồi đó. Con có cái cảm nhận là ban đầu thì con thiền hành đi ấy, thì nửa vòng đầu con đi rất là đúng và con chú tâm vào bước chân và hơi thở. Nhưng khi mà con đi ngang qua các bậc vĩ nhân này á, cái con bị, bởi vì đây là những ngày mà con rất là ngưỡng mộ từ lâu, cái con bị lôi kéo vào
Và khi mà con đọc được cái những cái câu nói nổi tiếng đó, tự nhiên là trong đầu con vô vàng những suy nghĩ. Ví dụ về nếu như mà cho tôi chặt cái cây trong 6 tiếng thì tôi sẽ mài rìu trong 4 tiếng. Thế con lại thấy cái suy nghĩ nó đi rất là xa. Vậy câu đó nghĩa là gì? Nhưng mà sau đó đi qua tới bên đây, cái con lại cố gắng chú tâm vào hơi thở thì nó lại đạt được cái trạng thái là rất là yên bình à. Còn khi mà con thiền mà con ngồi á thì con thấy dễ tập trung hơn. Thì con nhắm mắt là con ngồi là coi như con chỉ quán niệm hơi thở thôi à. Và con tập trung được nhiều hơn. Xong. Con cảm ơn Minh Sư. Rồi, có ai muốn phát biểu nữa không? Tại hôm con cầm microphone đó, con phát biểu luôn đi. Thầy ơi, thầy tự có một cái điều này muốn hỏi cô. Đã lâu rồi, thầy tự có đọc ở trong ba câu thầy của Bình Tuần. Lúc ấy bây giờ cũng hết, quên hết cái khúc gì hết rồi. Nhưng mà trong cái câu chuyện của Bình Tuần biết thì có cái gọi là mà bây giờ đệ tử xin đi rồi cái chạy đàn ở trong Phật giáo và cái thiền hành này nó có những sự khác biệt gì không? Đó là cái gì? Đó thắc mắc. Chạy đàn là gì? Dạ. Cái này coi như là bây giờ trước thầy đã chạy về đây hết rồi, chỉ biết ngày xưa là đọc ở trong ba có một đời của Minh Tuân. Sau buổi lễ Phật giáo có cái vấn đề nước đi vòng quanh như thế này, người ta gọi là chạy đàn. Thì như nó có gì khác biệt không? Chắc chạy nó khác như đi à. Dạ. Người ta nói là chạy nhưng mà người ta đi chậm rãi thôi. Không biết có cái sự khác biệt không? Còn không biết cái kia gì. Cái đi này á, là phải giữ cái biết rõ ràng từng bước chân xúc chạm. Còn cái việc chạy đàn có thể có mục tiêu khác thì con không biết. Có ai muốn phát biểu nữa không? Bác sĩ cô với là cái mồ này nó không ngủ quá, còn đi cũng thấy dễ là mồ nó dễ, không biết ngủ quá. Tùy mỗi người ngồi êm thì ngủ. Còn có người thì nói ngồi yên, cái thân ngồi yên thì dễ, cái tâm tĩnh lặng hơn. Còn đi thì nhìn mấy cái vị danh nhân kia thì bị dính mắt. Đó thì tùy nơi mỗi người. Quý vị nhận xét sao, quý vị nhận xét chung hồi nãy giờ các bạn mình trình bày đó, quý vị có nhận xét gì không? Nói chung thì trong lớp mình làm có được không? Được không? Sao con nghe nói yếu quá à? Được không? Cái tự mình nhận xét mình đó, cái tâm mình nó có an hơn bình thường không? Nó có an hơn lúc trưa mình ăn cơm không? Có ha. Tại sao mà mình thực hành thiền mà có cô nhìn nè, mình lại thực hành tốt hơn hồi trưa mình ăn cơm? Sao vậy? Chứ hồi trưa mình sao quý vị? Hồi trưa mình ăn, mình có chỉ biết mình đang ăn không? Chứ mình làm gì? Hồi trưa này mình làm gì? Mình có nói chuyện không? Mình có cười lớn tiếng không? Đó, giờ mình tự xét mình đi nha. Thiền á, là thực hành trong đời sống đó. Lúc nào cũng phải biết mình đang làm gì. Biết thôi à. Biết nghĩa là
mình có cười có nói không? Dạ, có không? Dạ, có. Cô nói biết thôi mà, sao có cười trong đó? Cười là cười, biết là biết, khác nhau chứ. Như vậy khi mình để ý á, thì mình mới giữ gìn được. Còn khi mình không có để ý á, thì mình gọi là sống như là buông thả thôi. Mình không biết mình đang làm gì. Đó quý vị, ví dụ như ăn, mình biết mình đang ăn thì mình có nói đâu, mình đâu có nói chuyện, phải không? Đó. Thành ra ở trong thiền á, ăn cũng là một cái phương thức để mình tu nữa đó nha. Người ta gọi là ăn sao? Ăn trong vô ngôn, ăn trong chánh niệm đó. Thì bắt đầu ngày mai mình thực hành nha. Mình thực hành ăn trong chánh niệm đó. Được không quý vị? Được không? À, mình có mấy ngày thôi, mình thực tập nha, để cho mình quen. Tức là ví dụ như tới giờ ăn, mình xếp hàng ra, mình lấy thức ăn bình thường ở trong cái nề nếp của thiền, và mình không có nói chuyện nhiều. Cũng như trong lớp cũng vậy, giờ mình giải lao đó thì mình đi uống nước, mình ăn bánh vậy thôi, chứ giải lao đâu phải là để nói chuyện đâu. Nói chuyện thì nó càng mệt hơn chứ sao giải lao. Thì ngày mai mình cũng ăn trong chánh niệm nha quý vị nha. Nói chung thì hồi nãy mình mới bắt đầu mình tập thì cũng tạm được thôi. Dĩ nhiên là quý vị mới tập đâu có bao giờ tâm hoàn toàn tĩnh lặng được, chỉ yên lặng tương đối. Giống như là mình yên lặng tốt hơn giờ ăn cơm trưa. Quý vị cũng nhớ cái chủ đề cũng là đúng là tốt rồi. Khi mình đi, mình chỉ nghĩ tới hay là mình chỉ để ý tới bước chân đi thôi. Và giữ cái biết đơn giản, không thêm gì nữa hết á. Hồi nãy có vị trình bày là khi ngồi cũng có nghe âm thanh. Thì dĩ nhiên cái chủ đề của mình khi ngồi là hít thở, cũng là biết cái sự xúc chạm của hơi thở ở ngay đầu mũi của mình đó. Hít vô mình nghe cái hơi vào thì mình biết, thở ra mình nghe cái hơi thở ngay đầu mũi đó mình cũng biết. Đơn giản vậy thôi. Gá cái biết của mình một chút xíu ở chỗ đầu mũi. Để làm chi? Đâu vậy đó. Tại sao hít thở bình thường mà bắt mình phải để ý tới hơi thở? Để làm chi vậy? Để tâm mình sao? À, không có phóng đi nha. Không có phóng đi chỗ khác. Không có phóng mà nghĩ tới chuyện quá khứ, tương lai gì hết. Không có phóng nghĩ tới chuyện ở bên ngoài. Ủa cô nghe gì vậy? Tiếng gì vậy? Sao trời mưa mà tiếng nghe lớn như vậy? Của mình là ở trên mái nhà rồi hả? Tôi tưởng là xe 10 bánh nó chạy đó chứ. Tại vì bên Cali đâu bao giờ nghe mưa, có mưa đâu mà biết. Rồi, có đề tài rồi, bây giờ tiếp. Nghe. Nghe nha. Rồi, thực hành đi, rồi hồi báo cáo đó. Thực hành. Ngồi thẳng. Lấy mắt kiến ra quý vị. Rồi, thực hành chủ đề nghe. Chỉ biết mình đang nghe thôi. Rồi, hồi báo cáo.
rồi. Bắt đầu. Là pháp danh của con cho các bạn biết luôn đó con. Dạ. Dạ con là An Tuệ Thái. An Tuệ Thái. Thái. Dạ. Đó là pháp danh của con. Con kính thưa ni sư, con kính chào đại chúng. Lúc nãy con chủ đề của mình là tập là nghe tiếng mưa. Nhưng mà con thực tập một chút cái con quay tự nhiên, cái con quay trở về, cái con quan sát cái hơi thở. Cái lúc đó con nhớ ra là chủ đề của mình là nghe tiếng mưa. Cái con lại chú ý tới cái tiếng mưa, nó lớn, nó nhỏ, nó to, nó dài vậy đó. Xong cái lúc đó cái chân con nó đào, cái con quan sát tới cái đào của con. Trong suốt 10 phút ngồi thiền là cái cuối cùng mà nó chi phối con nhiều nhất đó là cái đào chân. Chỉ có vậy thôi. Dạ. Mà bạn con ngồi sao mà con đau? Chị con ngồi dậy nè. Lúc mà con ngồi á, cái con tự con biết cái lưng con không có thẳng á, cái con tự con sửa lại nó thẳng, thì không biết là con làm như vậy là con có thực hành đúng hay không mà. Đúng, để khi mình nhận biết mình không có có đúng thì mình cứ sửa thôi con. Con ngồi vậy không đúng là tại vì cái đầu gối con nó hỏng lên trên đó. Thế không? Đó. Con có ngồi trên gối không? Dạ không. Con phải ngồi xích tới trước một chút, ngồi trên nửa cái gối à không? Ừ, đó, vậy đó, thoải mái rồi, đó. Cái lưng con nó thẳng hơn. Dạ, mà nó chắc hơn. Ừ, đúng rồi. Con nãy con ngồi, cái đầu gối con hỏng lên trời, nó không trúng. Trời, ai phát biểu nữa quý vị? Thưa ni sư và thưa các thiền sinh, thì như trong quá trình ni sư nói là tất cả mọi người ngồi yên lặng để lắng nghe tiếng mưa, thì trong quá trình đó con ngồi thì lúc đầu cũng giống như bạn vừa nói xong là con cũng nghe thấy tiếng mưa lớn, mưa nhỏ, tiếng to, tức là nó dài hơn và nó ngắn hơn, tiếng mưa nó dài, nó ngắn. Thế sau đó thì tự nhiên thì con thấy người con nó cứ như là nó muốn đổ về phía đằng trước. Thì con lại tự con chỉnh lại cái người cho nó thẳng. Và hai cái ngón tay, có những lúc con tự thấy là nó không có chạm vào nhau nữa, hai cái ngón tay cái. Thì con cũng lại tự chỉnh. Nhưng trên hết là cái hơi thở, con thấy là ví dụ như sư nói là phải để ý ở cái mũi. Nhưng mà con lại cứ thấy là cái thở ra, thở vô thì là cái bụng nó lại phập phồng ở đây, chứ con lại không thấy cái hơi thở trên mũi. Thì con cũng không biết như thế là đúng hay là sai nữa. Chủ đề là gì quý vị? Cô đâu biết thở đâu. Tức là trong quá trình con đang tĩnh lặng đó, thì con cảm nhận được là như vậy ạ. Nhưng mà lúc đó là con quên cái tiếng nghe tiếng mưa rồi đó. Lúc đó là tự nhiên cái tiếng mưa là vẫn nghe thấy tiếng mưa, nhưng mình không chú tâm vào tiếng mưa nữa,
mà mình tự nhiên mình quay sang cái hơi thở. Cô cũng trả lời cái câu hỏi của cô nè. Khi mình thực hành thiền mà có một cái chủ đề, cái mục tiêu đó là gì? Là mình mượn một cái chút gì đó, một cái đề mục, một cái đối tượng để mình tạm gá cái biết mình vô đó. Nếu không cái biết mình đã, nó phóng đi lung tung, nó biết đủ thứ bên ngoài. Bây giờ mình gom tâm lại cái hơi thở, thay vì mình biết cái này biết cái kia, mình dính mắt vô như mình gom tâm lại hơi thở, hít vô thở ra vậy thôi. Rồi một lúc nào đó cái tâm mình nó thuận rồi thì mình buông luôn cái chủ đề, buông luôn cái hơi thở nữa. Còn nếu như cô gái vào bụng thì cũng được, nhưng mà rồi sau đó cô cũng phải buông thôi à. Nhưng mà hồi nãy giống như là cô chỉ cảm nhận cái bụng của cô nó rung chuyển theo cái nhịp thở vậy thôi. Nhưng mà nếu mình biết là mình nó hơi đi xa đề thì mình trở lại mình nghe, mình thực tập nghe cái chủ đề của mình là nghe nha. Rồi có ai muốn phát biểu nữa không? Sao sinh động lên chút để buồn ngủ lắm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào Ni Sư. Con là Ngọc Nữ ở Long An. Dạ, trong cái quá trình 10 phút để thiền lắng nghe tiếng mưa thì con nhận thấy như các bạn là con lúc đầu con cũng quan sát được tiếng mưa, mưa lớn, rồi mưa nhỏ nhỏ, rồi lại mưa dừa dừa. Rồi có lúc con lại không nghe cái tiếng mưa nữa, rồi lại mưa lớn nữa, rồi mưa. Và con nghe, con quan sát tiếng mưa thì có một bạn ho, thì con nói ủa sao ho nữa. Rồi nhưng mà con không có bám víu vào cái tiếng ho của bạn, mà con lại trở về quan sát là tiếng mưa. Thì trong cái khoảng mà mưa lớn, mưa nhỏ, mưa dừa dừa, rồi lại không có mưa, thì con biết là trong cái khoảng đó con nhận biết là vẫn có cái tiếng, nhưng mà con không nghe cái được cái âm thanh. Thì khi mưa lớn trở lại thì con nói à còn mưa. Dạ, trong cái quá trình đó con nhận xét như vậy. Con có nghe âm thanh mà biết là có tiếng, dạ, mà mình không nghe, sao lạ vậy? Con biết cái khoảng trống đó là mưa, chắc nó nhỏ, nhỏ lắm, con không nghe được cái tiếng. Vậy thì sao quý vị? Vì sao? Không có tiếng thì mình biết không có tiếng, mình còn đoán là nó có mưa nhỏ, mình không nghe. Mà trong khi mưa lớn, mưa nhỏ, mưa vừa vừa, cô có nói trong đầu không? Bây giờ mưa lớn, bây giờ mưa nhỏ nhỏ, bây giờ mưa vừa vừa. Con biết mưa nhưng mà con không có nói, con không nói gì hết. Nhưng mà lúc nghe người ta ho gì đó, cái con nói ủa sao giờ có tiếng ho nữa, phải không? Là có nói rồi. Lúc đó tự nhiên con nghe bạn ho, thì con mới nói ủa sao ho, rồi thôi con bỏ. Con quay lại để quan sát tiếng mưa tiếp. Thì cũng có nói chút chút rồi, nhưng mà đừng, cũng không sao thôi, cũng được. Rồi có ai trình bày nữa không quý vị? Cứ vẫn nói ra đi, đâu có gì đâu mà ngại. Ai? Không ấy, Tâm Thiện ơi, đưa Đại đi Tâm Thiện. Mời Đại đi. Ai mà làm bộ ngó đi chỗ khác là con cứ con đưa. Dạ, kính thưa Ni Sư, kính thưa đại chúng. Hồi nãy thì con thực tập nghe tiếng mưa thì con cũng có trải nghiệm giống như là bạn nữ đầu tiên trình bày, tức là ban đầu thì mình cũng lắng nghe được tiếng mưa, mình cũng yên lắm và mình cũng nhận ra được cái tâm của mình lúc bấy giờ là không có dao động, cũng không có gì hết, nó rất là yên ổn.
rồi đến khi mà thực tập phòng hò thì bắt đầu chân mình nó đã bắt đầu đau, thì mình lại phải hướng cái nhận cái biết của mình nó sang cái chỗ bị đau của mình. Rồi một hồi nữa thì nó để im hoài một chỗ thì nó sẽ đau nhiều hơn, thế là con chuyển cái chân mình lại để cho nó bớt đau hơn. Thì nó bớt đau hơn thì mình lại tiếp tục mình nghe được tiếng mưa tiếp. Nhưng mà ví dụ ở trong cái khoảnh khắc mà nghe mưa lớn mưa nhỏ, hoặc là lúc mà mình đang đau á, thì mình cũng có thể quay lại mình thấy được cái tâm của mình lúc đó nó vẫn đang im, chứ nó cũng không có phải là quá dao động. Thì con không biết được là cái cách mình ngồi á, là thí dụ mà mình ngồi mà bán già thì nó cũng sẽ không thể nào chạm được hai cái đầu gối xuống dưới cái nền. Sao ngồi không được? Sao ngồi không chạm được, người ta đừng được, sao mình ngồi không được? Cảm giác giống như là nó chưa có chạm được xuống á, đi sơ xong rồi khi nó bị ngồi cái nó bị đau. Thì kiểu là nó để như vậy thì nó dễ chịu hơn. Thì không biết là ngồi như vậy có chấp nhận được không? Ngồi như vậy là bất đắc dĩ á, mấy ông già mà già mới ngồi vậy. Giờ con cho con 70 tuổi đó. Sao đâu kéo chân lên con coi đó, bác già. Nhìn dường như là con ngồi gối cao á. Con cao, con phải ngồi gối cao hơn. Mà ta ngồi được, sao con ngồi không được? Cái gối còn thấp lắm. Đâu, không, bước ra đi. Mình để hai gối đi. Rồi, ngồi lại đi. Mình gom vô một đối tượng và nghe tiếng mưa.
và mình không diễn tả cái gì hết thì là cũng đúng nha, cũng đúng. Rồi bây giờ thí dụ như những cái âm thanh khác, thí dụ như những cái xe chạy hay là tiếng chim hót vân vân, có những cái đối tượng khác rất nhiều thì mình vẫn nghe, mình nghe đủ hết, nhưng mà cái chủ đề của mình bây giờ là nghe thôi, thì cái tâm mình nó vẫn trong sạch, mình đâu có dính mắc với gì đâu, mình nhận biết hết những âm thanh nhưng không dính mắc, không diễn nói gì hết, thì mình vẫn đang ở trong cái chỗ tánh nghe. Thành ra thực hành kiểu nào cũng đúng. Thấy chưa? Mà đố quý vị chứ, cái cách thứ nhất gom tâm lại vô một đối tượng, và cái cách thứ hai nhiều đối tượng, mình chỉ giữ cái nghe thôi, không suy nghĩ gì thêm hết. Cách nào là giỏi hơn, là tốt hơn? Cách nào? Cách thứ hai hay thứ nhất? Thứ hai. Sao giỏi như vậy? Tại vì sao? Tại vì sao mà cách thứ hai hay hơn cách thứ nhất? Ừ, là mình không dính mắc với bất kỳ âm thanh nào hết. Còn cách thứ nhất thì còn dính mắc vô một âm thanh, phải không? Giống như cái này là cái cây gậy, mình phải gom tâm vô, mình vịn cái cây gậy để cho mình không có nghiêng ngã chỗ khác. Còn cái cách thứ hai là đối cảnh vô tâm. Tất cả cảnh ở đời biết bao nhiêu là thứ tiếng, biết bao nhiêu là hình ảnh. Mình chỉ giữ cái tánh, cái bản thể là nghe một cách trong sạch thôi. Là mình ở đang trụ ở ngay chỗ cái chân tâm nè. Phải không? Thành ra cách nào là cũng đúng nha. Mà nó vi tế lắm, là vậy đó. Như vậy, bước thứ nhất làm là phải có đối tượng. Mà đối tượng này rõ ràng, phải không? Rõ ràng, cụ thể hả? Cho nên dễ gom tâm vô lắm. Rồi tới bước thứ hai kìa, mới là nghe tất cả mọi âm thanh nhưng không diễn nói gì hết, cho nên nó không có dính mắc gì hết. Và mình đang ở đây, thì chỗ này mới đúng là mình đang ở trong an trú trong cái chân tâm của chính mình. Tại vì sống ở đời đâu phải chỉ có một âm thanh đâu, phải không? Nghe đủ thứ âm thanh mình không dính mắc gì hết, thì cái đó là cái bước thứ nhì đó cô. Nó vậy á. Rồi còn có nhiều bước nữa lắm mà thôi chưa nói tới. Tại vì thực hành cái tâm mình nó có nhiều mức độ, nhiều sắc thái khác nhau lắm. Để từ 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 rồi quý vị sẽ thấy tới những cái bước khó hơn. Ví dụ như tới cái bước khó hơn chút xíu nữa, nghe lời người ta nói, lời nói cũng là âm thanh, mà bây giờ nó có ý nghĩa, có nội dung. Lời người ta nói cằn nhằn bên tai mình đó. Mà mình phải ở trong chỗ này thì mình mới không phiền não. Hiểu chưa? Nó vậy đó, tới đó là mức cao hơn. Rồi tới mức cuối cùng nữa là mình đóng cửa luôn, tránh nghe. Thì thôi, cái mức này mức định sâu lắm thôi, cô chưa muốn nói tới. Vậy hiểu chưa? Vậy đó. Rồi có ai có thắc mắc gì nữa không? Dạ bạch lý sư, con có con hỏi con thắc mắc như thế này này, khi một người ngồi thiền mà rất là tỉnh, coi như là nghe đủ mọi thứ á, chẳng hạn tiếng mưa, tiếng chim, tiếng tùm lum hết, có một người khác bên cạnh lúc nghe lúc không, lúc nói tóm lại lúc nào cũng nghe nhưng mà ngủ, thì trong cái ngủ đó cái tánh nghe nó còn bị mình có được không mà đại sư? Tức là cái tiếng nghe mình vẫn nghe mà mình không biết gì hết, thì có tính là cái người mà lúc nào cũng tỉnh thức, và cái người mà 10 phút hồi nãy là ngủ 8 phút rồi mà cũng nghe được tiếng mưa, cũng nghe được tất cả mọi thứ, chỉ lúc ngủ là không nghe thôi, thì là tốt hơn cái người mà lúc nghe cái này lúc nghe cái kia, hoặc là phân tâm cho hai cái nào tốt hơn đại sư? Dạ.
Tại hồi nãy là con ngủ hình như con nhớ nó 7 lần gì đó. Con cứ cục lên, con cục xuống hoài luôn. Mà con tỉnh thì con nghe. Mà con ngủ con nghe cái gì em? Ngủ gục mà hỏi tốt hay không? Đáng ăn ba gậy đó. Mình thực hành là phải tỉnh thức chứ làm sao mà ngủ. Phải tỉnh thức luôn luôn. Như vậy là cái người mà lúc nào cũng phải không ngủ, lúc nào cũng biết, nghe được hết tất cả mọi thứ. Mà chỉ biết cái nghe cái tiếng đó thôi thì tốt hơn cái người lúc tỉnh thì nghe rất là ok, mà lúc ngủ không nghe gì hết. Rồi con hiểu rồi, cảm ơn sư cô. Ông này mới mấy tuần trước ổng là sư chú đó, tại vì ổng xin xuất gia giao duyên trong cái khóa tu của con. Ổng thì ở Melbourne mà ổng đi theo lên trên Adelaide của sư chú Huỳnh Dũng nào, là ổng xuất gia giao duyên trên đó đó. Mà bây giờ mới xuống chức trở lại ngoài đời. Đời ai có cái gì trình bày nữa không quý vị? Quý vị thấy mình làm mà thực hành nghe như vậy đó có thoải mái, có dễ làm không? Có dễ không? Hả? Dễ không? Ai nói được? Được nghĩa là tốt hay là được hả? Sao cô thấy thực hành đơn giản quá mà sao nãy có người nói không nữa, có người nói không dễ nữa hả? Có mưa thì nghe tiếng mưa, xe chạy thì nghe tiếng xe chạy, dễ quá mà. Kính thưa ni sư, dạ, kính thưa quý thiền sinh. Dạ em tên là Võ Thị Bạch Phượng, pháp danh sư cho hồi cái năm sư mới về Việt Nam lần đầu. Tên gì con, pháp danh gì? Pháp danh của con là Như Phượng, dạ. Yeah. Tên con là tên Phượng rồi, sư đặt cho con chữ Như nữa là Như Phượng. Thì trong thời gian qua thì con xin thú thật là con không có chuyên tâm, tức là con không có theo được đó. Là những cái năm đầu thì con thực hành thiền rất là tốt. Lúc đó thì con có thực hành với sư Nhất Như, sư cô Nhất Như pháp thực hành là ngồi không nói. Thì cái khoảng thời gian đó con thực hiện được luôn cả bốn quy nghi, tức là khi con đi chợ hay là khi con ở nhà hay khi con nằm ngủ con cũng có thể ít thở được nữa. Và con đi, có đi theo con trong suốt một ngày vậy đó, con thấy rằng trong cái khoảng thời gian đó thì con tiếp xúc với thế gian, thế mọi người thì rất là tốt. Những cái sân sư giận dữ, những cái buồn phiền hay là những cái vô cớ nó không có thâm nhập vô con được nhiều nữa, mà nó có chăng thì bản thân con cũng nhìn thấy nữa. Dạ, thì rất là không may là con không có đi được đến bây giờ. Thì con cũng không phải đổ thừa cho hoàn cảnh, có khả năng là do bản thân con cũng chưa có phấn đấu hết mình, gặp trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì lại con ngã gục, rồi con buông tức là con không có làm được nữa. Thì đến hôm nay thì nói thật là ngày đầu tiên con ngồi thiền lại thì con muốn được khóc luôn, để con không có kèm được cái cảm xúc của con á. Thì lúc mà con ngồi thiền thì con mới hiểu được rằng là con cũng vẫn còn những cái chất ở trong lòng của con á. Con ngồi rất tốt và con đi rất là tốt. Khi con thực hành phép nghe thì con mới, khi cô hỏi á thì con nói ủa cô nói là nghe thôi chứ cô đâu kêu con nghe mua. Thì con cứ nghe, mua thì cứ mua, con cứ vẫn thiền, con vẫn yên gì đó. Và có những lúc cái tâm đánh nó đi ra ngoài, con biết luôn, con nhớ tới nhà rồi, con nhớ những cái mà nó rõ ràng ngay trong lúc đó con có thể vậy chứ. Dạ, thì bữa nay là một cái dịp mai cho con được gặp lại sư và cũng gặp lại các bạn. Thì con cũng không có dám chắc là bản thân con sẽ được đi đến đâu và làm được bao nhiêu, nhưng mà con cảm thấy rất là đáng tiếc cho cái cuộc đời vừa qua của con, là con đánh mất những cái cơ hội ngàn vàng mà lẽ ra là con đến bây giờ mà con theo kịp thì chắc có lẽ con bớt nhiều cái khổ sở, những cái mà con không có giải tỏa được với ai. Dạ,
xin cảm ơn sư, và con xin chia sẻ một chút tâm sự với các bạn vậy thôi ạ. Dạ. Những khi nào mình gặp cái gì khó khăn ở trong đời đó, mình mới càng cần tới Phật Pháp đó cô. Chứ khi mình gặp khó khăn mà mình bỏ thì nó không có đúng. Mình gặp những cái chuyện gì không có vừa ý đó, thì mình càng phải tu nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn để mình vượt qua. Rồi có ai trình bày nữa không quý vị? Có không có kinh nghiệm gì hay hay hết hả? Hay tại cô cho làm ít quá? Hả? Muốn làm nhiều giờ hơn hả? Hay sao? Hả? Sao không trả lời hết vậy? Cho làm ít quá chưa đủ hả? Hay sao? Hay giờ mệt rồi muốn nghỉ? Nghỉ 15 phút nha. Rồi giờ thực hành tiếp nha. Bây giờ ở đây mình có một cái không có được thuận lợi là mình có cái sân đó, không có cái sân bên ngoài để mình đi ra ngoài mình thực hành. Ra ngoài kia là ra ngoài đường rồi. Bây giờ mình thực hành trong lớp này thôi. Bây giờ mình thực hành thấy nha. Giờ mở mắt nhìn, muốn ngó gì đó ngó à. Mở mắt nhìn, mà bây giờ cho mang mắt kiến nha. Tại vì nhìn thấy mà cho mang mắt kiến đó, còn gỡ mắt kiến ra là ăn gian, tức là không thấy gì hết. Giờ mở mắt nhìn nha. Nhìn cái gì? Nhìn cái gì cũng được, chỉ thấy thôi á. Thấy thôi à nghe. Thấy, biết mình đang thấy. Đó, chủ đề vậy đó. 5 phút. Rồi trình bày nha. Giờ thấy, muốn nhìn cái gì cũng được. Một hồi phải nói cho cô biết mình thấy cái gì, mình thấy ra sao, cái tâm mình lúc mình đang thấy nó như thế nào. Rồi, bắt đầu. Rồi coi cái tâm của mình lúc mình thấy đó, cái tâm của mình nó ra làm sao. Thôi 5 phút rồi. Ni sư và kính quý thiền sinh, sư cô nói chủ đề thấy thì con nhìn qua hết trên phòng, con biết những cái màu xanh là của lá giả và những cây thang và con thấy hết. Nếu mà khi người ta ra, con ra đây ra về đó, người ta hỏi trong cái lớp thiền này đó có ghế không, thì con biết là có ghế dựa màu nâu. Và con biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà con biết, nhưng mà cái tâm con vẫn vắng lặng. Cho con chỉ nhìn thấy là biết tất cả những cái gì có trong phòng ngoài, và ngoài ra cái tâm con vẫn vừa giữ vắng lặng, không thêm không bớt, con chỉ thấy là thấy thôi. Dạ, thưa sư cô chị hết. Dạ. Con chỉ có bao nhiêu. Sao giỏi quá vậy? Rồi, ai khác? Con xin kính chào Ni sư và các quý cô, quý thầy và các anh chị tham gia khóa thiền ngày hôm nay. Dạ, con là một người chưa biết thiền và con cứ mày mò ở trên YouTube á. Thì ngày hôm nay thì con rất
xin cảm ơn, rất biết ơn là vũ trụ đã gửi đến, là sư cô đã đến đây để con được tham gia khóa tiền thiền, thì con xin gửi lời tri ân vô cùng biết ơn sư cô. Và con trong quá trình hướng dẫn thì con chỉ dường như những cái đồ vật xung quanh nó không có gọi là chú tâm và cái hình ảnh của sư cô ấy, là con sẽ khắc ghi, chắc có lẽ là sẽ là mãi mãi để trên cái con đường tu tập. Là con xin cảm ơn nha. Hồi nãy cô kêu nhìn cảnh trong phòng mà. Lạc đề hả? Rồi ai khác trình bày đi quý vị. Sao im lặng quá vậy? Giơ tay lên nói đi. Dạ bạch quý sư, bạch quý thiền sư, con thấy khi nhìn về nó dễ nhất luôn mà nó dễ hơn là đi, với là hơn ngồi mà nhắm mắt. Con thấy khi mở mắt ra thì khi con mở mắt cũng nhìn hết, mình tổng quát tất cả, thì con thấy tất cả mọi thứ từ cái này tới cái khác, mình chỉ có biết thấy, biết nó thì rồi con có một cái khởi nào qua cái thấy đó nữa, thì con thấy nó theo con thấy cái phương pháp thiền mà mình nhìn thoải mái, đeo kiếng luôn, không cần làm gì hết, chỉ có nhìn vậy là nó hay hơn là cái thứ khác khó hơn, con thấy sẽ được. Không có nói gì hết hả? Dạ. Sao hay dữ vậy? Được, vậy thực hành vậy đúng, đơn giản thôi. Rồi, dạ, thưa ni sư. Dạ, con nói sai đúng, nhưng mà trong người con sao thì cũng vậy. Tại vì vừa lâu rồi con không có học, thì con cũng tránh học thì. Nhưng mà bữa nay khi mà con bước vào khóa thì á, ngày buổi đầu tiên này thì con cảm nhận được là giống như con giống như là một cái sự quay về, giống như con đi về nhà của con vậy đó, nôm na là như vậy. Và trong cái lúc nãy thì nhìn con cũng nhìn, và bây giờ sư kêu nãy nghe thì con cũng nghe, bây giờ kêu thấy thì con cũng thấy, nhưng mà con cũng nhìn thẳng tới vậy đó, con cũng không đắm đi đâu hết. Và con nhìn thấy thì con cảm nhận được rằng nếu con thấy mà con không nghĩ thì cũng không có như là con thấy vậy. Con nếu trong suy nghĩ của con mà con không có nghĩ, con không có diễn biến được thì con cứ nhìn là nhìn vậy thôi, giống như ở nhà thường khi vậy đó. Ví dụ như trong cái sinh hoạt gia đình, cái lúc mà con cảm nhận được bản thân tốt là con thấy người đó đang giận, và con cũng thấy có lúc con cũng thấy con giận, nhưng mà con thấy được cái sự cơn giận của con thấy được nỗi buồn của con cũng thấy được hết, nhưng mà con không có nói như là nó không có đu theo cái đó. Hồi vừa qua con bị cái đó lấn át con dữ lắm, tức là con chỉ thấy một thôi mà con suy diễn đến 10, 20, rồi những cái nỗi buồn nó đeo bám cho con. Nhưng mà khi mà con được thực hành một chút á, thì cái tuy rằng nó không nhiều, nó không giúp ích được cho con nhiều, nhưng mà con cảm thấy con khỏe hơn, rồi con vui hơn, con sống nó khác hơn chút. Điển hình một cái ví dụ chứng minh như là con có cái bực vô cớ, nhưng mẹ con không làm gì con cho mà con cũng bực lên, thì cũng quá sức. Mà con khi mà sau đó rồi con cũng biết hối hận, nhưng mà những cái trào đó, những cái cơn cảm xúc nó không giúp, nó không có giữ được con đủ sức để kề lại. Thì con tìm được cái nguyên nhân là lý do là con bị bỏ cái điều rất là quan trọng, mà trong cái thời gian vừa qua con biết nó tốt, mà tại sao con không hiểu lý do vì sao con buông một cách buông vậy đó, không có cáo đầu lại. Mà khi con trở lại thực hành rất là gian nan với con không có thiền được, con không có ngồi thiền được gì trơn. Cuối cùng con phải chọn giải pháp là con nằm thở thì con cũng mệt. Thì giờ vừa qua con chưa có trở lại được những cái điều tốt mà những năm trước con đã làm. Bên cạnh đó thì con cũng có khắc phục bằng cách là con nghe những cái bài pháp thoại của mấy cái sư minh đệ hay là những ni sư này kia, thì con lúc con nghe như vậy thì con có một cái sự lai chuyển. Nhưng mà cái tâm mà để quay về cái con đường để con hành gì ngồi thì con chưa có làm được. Con hy vọng rằng một cái duyên lành thì con được gặp lại ni sư, giúp cho con có những cái giống như là một cái năng lượng, một cái nghị lực để cho con tu tập trở lại. Và con cũng xin cầu cho bản thân con được cái sự mà nỗ lực hơn nữa, khắc phục hơn nữa. Và xin
xin chia sẻ một cái suy nghĩ với tất cả các quý thiền sinh và ni sư ạ. Cô có hiện cái lúc giống như là cái tâm mình nó khi thăng khi trầm, khi lên khi xuống, khi vui khi buồn thì ai cũng vậy thôi. Có những cái hoàn cảnh như bên ngoài đó mà mình không có thắng được thì thua. Nhưng mà cô nhận biết được chính cô như vậy là cũng là tốt rồi đó. Có những người còn không có nhận ra nữa. Bây giờ mình nhận ra thì mình phải khắc phục. Tức là mình phải luôn luôn mình tỉnh thức để mình đừng có bị rơi xuống nữa. Vậy đó. Chứ cuộc đời của ai cũng có rất nhiều cái lúc giống như là khủng hoảng. Bây giờ mình biết rồi, mình sẽ vượt qua như là cái thử thách của mình thôi. Thì mình chỉ có một cái phao để bám víu là Phật Pháp. Phật Pháp thôi. Mà có nhiều cái con đường để mình bám víu đó. Tức là có con đường của trí tuệ nữa, chứ không phải chỉ có con đường của thiền định. Con đường của thiền định khi mà cái tâm mình nó rối ren á, rất là khó tu có kết quả. Thì mình đi bằng con đường của trí tuệ, tức là mình hiểu, mình hiểu cuộc đời lúc nào nó cũng thay đổi, và những cái việc mà không vừa ý nó rất nhiều, còn những cái gì vừa ý nó rất là ít. Mà khi mình vừa ý rồi cũng có lúc nó cũng thay đổi. Thành thử ra, hay khi mình cứ vui buồn theo cuộc đời đó, là mình sẽ bị đánh chìm trong cuộc đời thôi. Thành ra, cô phải hiểu tới cái mặt là những cái sự thật mà cao hơn, sâu sắc hơn. Tức là những cái gì trong cuộc đời xảy tới cho mình đó, là có rất nhiều nguyên nhân mà trong đó có mình. Thành ra mình phải tự chuyển đổi cái tâm của mình, cái tâm biết tha thứ, bao dung, thông cảm với người khác thì mình mới có thể vượt qua được những cái nỗi khổ đau. Ai có muốn trình bày nữa? Con dạ, lúc nãy con thực hành cái pháp nhìn đó thì con nhìn cái bảng trong đầu con biết đó, nhưng mà con không có gọi tên nó là cái bảng. Nhưng mà con nhìn qua cái bảng mà có chữ khóa thiền căn bản, có cái chữ của cô, cái trong đầu con nói lên là khóa thiền căn bản, mà con cũng không làm sao mà con gặp cái mặt chữ mà để con không có nói lên cái chữ đó nghĩa là cái gì. Con đọc lên trong đầu con là con bị vướng ở chỗ đó. Tức là con nhìn cái bảng trắng thì con không có nói tên. Con nhìn mọi vật chung quanh là con không hề gọi tên. Vậy là giỏi rồi. Nhưng mà con nhìn vậy cái là chữ. Giỏi rồi đó. Mà con nhìn cái chữ con đọc, bây giờ con tập đọc chữ tiếng Đức đi. Con đọc cái bảng tiếng Đức, con dạ. Đọc con không biết cách đọc thì con hết đọc à. Dạ đúng đó cô. Con nhìn chữ, cái con nhìn cái chữ ở dưới cái bông sen, con không hiểu nghĩa nó là viết tắt của từ gì, thì con lại không có lại nói thầm ở trong đầu con. Mà cái chữ mà con biết thì con lại nói, gọi lên cho con cái nói là cái đó là cái gì. Biết cái đó con phải thực tập thêm thôi à, phải thực tập nhiều hơn nữa. Nhưng mà trước nhất á, đọc chữ nó khó lắm. Bây giờ con nhìn mấy cái gì khác nó không có chữ, nó không có tên á. Ví dụ nhìn cái này nó không có tên gì hết thì con khỏi nói tên, nó dễ hơn phải không? Con nhìn cái này con không biết nó tên gì, con không có nói tên. Con cứ thực tập riết rồi con quen rồi, con nhìn tới chữ con cũng không đọc nữa. Cái đó phải đòi hỏi, phải thực tập nhiều á con mới nói được, nó hơi khó hơn chút xíu. Dạ, dạ con cảm ơn đi sư. Nhưng mà con nhìn chữ con biết à, con biết, nhưng con không có nói thầm về cái chữ đó. Hai cái đó khác nhau. Mà mình có hiểu không biết sao? Con biết, biết tức là hiểu, biết nó là cái gì. Thí dụ như con liếc sơ qua, trong đầu con chưa kịp đọc lại, nói thầm tức là con là lặp lại cái nội dung. Còn con liếc sơ qua con biết liền. Một lát nữa người khác hỏi hồi nãy thấy cái gì thì con biết là con thấy cái chữ đó, con biết. Yeah. Nhưng trong đầu con lúc đó nó không có nói thầm cái chữ đó lại trong đầu.
khi nó có nói thầm, nó lặp lại á, thì mới là có nói thầm. Còn biết không phải là nói thầm. À vậy con chỉ biết thôi. Ừ, biết khác với nói thầm. Dạ. Ừ. Dạ con cảm ơn đi sư. Nó vi tế lắm đó con. Có ai muốn phát biểu sao thấy bên kia có ít người nói như vậy, mà đây cũng vậy nữa, sao vậy? Mở mắt ra thấy gì kể lại cho cô nghe, đâu có gì đâu khó đâu quý vị. Giờ hỏi đứa bé 5 tuổi nó cũng biết nữa đó. Nè con gái ngồi bằng lòng. Thứ nhất là nãy giờ chưa nói chữ nào đó. Kính thưa sư và quý thầy biết sư cô, con ngồi con nhìn thấy tất cả, con thấy từng cái bảng đen bảng trắng, con thấy sư cô, con thấy sư bên đây, con thấy hết. Nhưng mà con chỉ thấy thôi, nhưng mà con không có chú tâm vô cái thấy là gì, mà con biết là bên đây là sư cô, bên đây là khác. Con biết cái bảng đen bảng trắng, nhưng mà con không có quan tâm tới sâu sắc vô trong những cái đó. Nhưng thì... mà trong đầu có nói cái bảng này đen bảng kia trắng dạ, không? Dạ không, con chỉ biết thôi, con không có nói. Với con tự nhiên thì mọi cái nó vẫn thấy, nhưng mà nó mờ lại, nó không có nét một cái hình ảnh gì hết. Con vẫn thấy xung quanh, nhưng mà mọi thứ nó cứ mờ trong mắt, mắt vẫn mở vậy. Nhưng mà nó mờ lại, con thấy con nhìn xuống dưới đất không mà. Dạ, bắt đầu con nhìn xuống dưới đất, cái từ nói sao nhìn dưới đất, con mới nhìn ở trên. Con nhìn mọi thứ thì con quan sát thì con thấy vậy á. Nhưng mà con không có, như tâm con nó cũng ổn, nó yên lặng, nó không có không nghĩ gì xáo trộn. Dạ. Từ trong 5 phút đó, dạ, trong mà không có suy nghĩ gì hết hả? Dạ không, con thấy 5 phút nó hơi nhanh. Hơi nhanh nữa hả? Dạ. Rồi, giỏi quá rồi. Rồi, ai trình bày nữa quý vị? À, dạ thưa ni sư, con thực tập về cái nhìn của mình đó, thì con cũng đang thực tập tới cái bước là đầu tiên là con nhìn mọi thứ xung quanh. Thì con cũng không có khởi lên cái lời nói thầm gì của mình hết. Tức là mình vẫn nhận biết được màu sắc, những phần biết được nó là cái gì, nhưng mà mình cũng không có những cái lời nói trong đầu của mình. Thì con cũng giống như bạn nữ đầu tiên là mình cũng thực tập tới cái bước là mình sẽ nhìn chữ. Thì khi con nhìn chữ thì nó sẽ chậm hơn. Tức là ban đầu thì mình vẫn có thể mình nhìn rồi mình không có đọc chữ, nhưng mà mình phải nhìn có nó hơi lâu một chút xíu thì mình mới kiểu giống như là nó phải chụp hình cái chữ nó vô trong đầu mình rồi ấy. Thì mình lạc một lát rồi thì mình mới hiểu được nó là cái gì, chứ nó không phải là mình nhìn xong mình hiểu được liền mà mình không đọc. Đấy, nó hơi khó hơn. Mình có nhận ra cái sự khác biệt giữa có nói thầm và không nói thầm, có phân biệt được không? Dạ có. Cái chỗ đó quan trọng lắm đó. Dạ có, nó phân biệt được. Phân biệt được không? Dạ. Khi mà nó bắt đầu là nó có ý là nó muốn đọc lên cái chữ đó rồi trong đầu mình là mình biết là con ngưng liền ngay. Yeah. Dạ. Khó diễn tả quá ha. Ở đây có ai mà nhìn chữ mà không đọc được không? Dạ, nhìn con, chữ. Con đọc gì đâu. Cái gì? Con nhìn con có đọc gì đâu. Quan trọng là mình, nãy đi sư nói là mình phải hiểu được cái nội dung của cái chữ đó, nói cái gì, nó viết cái gì. Tức là khi mình nhìn một hồi mình có thể kể lại cho người khác biết, nhưng mà trong khi nhìn đó mình vẫn nghe trong đầu mình, vẫn thấy trong đầu mình nó không có in hình cái chữ đó. Còn nãy con nói là con có chụp hình cái chữ đó. Dạ, nó vẫn còn phải bị chụp hình cái chữ đó lại một hồi thì mình mới hiểu được hết. Khó diễn tả quá ha. Bây giờ mình nhìn cảnh nó dễ hơn nhìn chữ, quý vị khoan nhìn chữ đi. Có nhiều cô bác mới tới đây lần đầu đó mà nói nhìn chữ mà không đọc cái câu bộ, quý vị có thể khó làm. Ai khác có kinh nghiệm gì hay không? Không nói gì hết là mình làm được hay là mình làm không được quý vị? À, cô cứ có tiếng bên ngoài đó thì mình bị rơi rớt lại á. Làm được không?
Yếu ghê không? Trả lời yếu thì cái yếu ghê. Mấy cô mà ở mấy xứ khác tới nè, mấy con bây giờ nhìn chữ có đọc không? Hả? Nhìn chữ có đọc không? Ủa sao cô không trả lời vậy? Hả? Bây giờ nhìn cảnh nè, có nói tên không? Hả? Giờ nhìn cái này là có nói tên gì không? Mà biết không? Đâu cần chụp hình gì đâu con. Tại không? Nhìn lên biết liền cái này. Nhưng mà chữ thì biết, phải chụp hình mới nhớ đồ vật này phải không? Mà cái này dễ quá phải không? Nhìn biết liền mà đâu có cần phải không? Nhà trong cái chớp mắt là biết cái đó liền à. Bây giờ về nhà cái kể lại ở nhà nghe. Hồi nãy cô Triệt Như cổ dơ cái khúc cây lên đó. Thì là mình biết liền, là mình biết nó là cái gì. Nhưng trong đầu mình không có nói tên, phải không? Phải không? Đó, thấy biết liền. Thì nhìn chữ cũng vậy đó con. Nhìn chữ biết liền à, trong một thoáng biết liền à. Mà mình không có kịp, trong đầu mình không có kịp đọc. Đọc nó lâu hơn. Mình nói thầm nó lâu hơn. Cái là mình trong chớp mắt mình nhìn. Có thể là con diễn tả, con nói chụp hình đó, trong một cái click cái là mình biết nó là cái gì rồi. Nhưng mà muốn nói thầm nó phải đợi một lúc sau nữa mới nói thầm được. Ví dụ nhìn nè, biết liền nè, đâu có kịp nói tên gì đâu. Không biết quý vị có nhận ra chỗ đó không quý vị? Hễ nhận ra rõ ràng cô mới dám tiến lên à, chứ không ngừng. Cô cứ như cô dạy lên hoài rồi mình hụt hẫng á. Tức là ý cô muốn quý vị phải nhận ra cái tâm của mình. Lúc mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm, cái tâm của mình nó yên lặng. Mà cô chưa có giảng tới chỗ đó, nhưng mà cái mục tiêu là như vậy á. Ví dụ như khi quý vị đi thiền hành, cô dặn là chỉ biết cái bước chân mình là chạm xuống đất, biết như vậy thôi, biết vậy thôi. Thì cái lúc mà mình biết đó, cô không có nói là biết không lời, cô không có nói ra như vậy. Nhưng cô dặn là biết cái chân mình xúc chạm vậy thôi. Thì cái tâm mình đó cũng yên lặng. Nó yên lặng, nó trong sạch. Nó không có cái gì cả bằng tham sân si trong lúc mình thực hành. Rồi khi mình ngồi mình thực hành pháp thở cũng vậy. Cô nói là biết hơi thở vô, biết hơi thở ra. Cứ biết hơi thở vô, biết hơi thở ra. Cái pháp thở là cái pháp có thể nói là quan trọng nhất đó, ở trong Phật Pháp mà Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thì chỉ giữ cái biết thôi, thì lúc đó coi như là cái chân tâm của mình nó cũng đang có mặt, tức là nó đang biết. Đơn giản vậy thôi, nó biết cách khách quan. Hít vô thì biết hít vô, thở ra thì biết thở ra. Nó không có dính mắc cái gì hết với ba thời quá khứ, hiện tại, tương lai. Thì cái đó là mình đạt yêu cầu rồi đó. Rồi hồi nãy cô cho thực hành thấy ở trong phòng này muốn nhìn cái gì cũng được, nhưng mà biết là mình đang thấy. Biết mình đang thấy có nghĩa là biết cái tâm của mình nó đang thấy và nó không có nói, diễn nói cái gì hết trong khi thấy. Dễ lắm, tại vì cái thấy là cái bẩm sinh của mình. Khi mình có con mắt bình thường, mở mắt ra là thấy. Nhưng hồi xưa tới giờ mình vẫn sử dụng mà mình không có để ý, mình không biết. Khi mình mở mắt ra mà tâm mình nghĩ tới chuyện khác đó, thí dụ vậy đó. Thành ra bây giờ thiền chỉ là mình làm cái gì biết mình đang làm cái đó. Mình ở trong lớp mà mình mở mắt thấy, chỉ biết mình đang thấy thôi. Còn quý vị đang ngồi nghe cô nè, là phải nhận ra mình đang nghe. Mình đang nghe, chỉ vậy thôi. Quý vị đâu có xét đoán, đâu có sân si gì trong lúc này đâu, đâu có tức bực giận hờn gì ai đâu. Mình đang nghe và mình biết mình đang nghe.
Cái đó là thực hành thiền đó. Chỉ tâm mình lúc này sao? Tâm yên lặng, thanh thản. Đâu có chuyện đời gì dấn vương ở trong tâm quý vị khi quý vị đang lắng nghe pháp. Hồi nãy cô cho chủ đề là thấy, mở mắt ra thấy. Thì cái thấy đó là cái chức năng tự nhiên của con mắt của mình, nó thấy. Và cái tâm mình là tâm bình thường cho nên nó thấy thì nó biết. Con mắt thì nó là cái dụng cụ để thấy, mà biết là cái tâm mình biết. Cho nên mình bình thường thấy biết, mà thấy biết thôi thì cái biết nó trong sáng, trong sạch. Nó đâu có nội dung gì ở trong cái thấy biết đó đâu. Thành ra tâm mình nó hoàn toàn nó trống rỗng, nó yên lặng. Mình không có nói gì hết, không có xúc cảm, tình cảm gì khi mình thấy biết. Thì tâm mình đó là cái tâm yên lặng, khách quan. Đó, cô thấy con đường tu nó dễ vậy. Nó dễ vậy thôi, đâu đòi hỏi gì đâu, có con mắt cứ mở ra là thật hình tiền. Hồi nãy cho quý vị nghe, đâu cần phải có tiếng chuông. Bây giờ có mưa, trời mưa là tự nhiên, mà có mưa mình thực hành nghe. Không có mưa thì mình nghe tiếng xe hơi chạy, mình nghe tiếng người ta nói cười, cũng thực hành nghe được vậy. Nhưng cái vấn đề giữa cái tâm đời và cái tâm bậc thánh nó khác nhau ở chỗ là mình có cái biết rõ ràng mình đang làm gì, và mình biết rằng cái tâm của mình nó đang trong sạch. Cái chỗ đó là cái chỗ khác biệt giữa cái người chưa có thực hành thiền và cái người đang thực hành thiền. Khác nhau chỗ đó đó, chỗ là có cái biết rõ ràng tâm mình nó đang trong sạch. Như bây giờ là quý vị phải nhận biết, quý vị đang lắng tai nghe thôi, không có cái tâm xúc cảm gì trong đó, không có bực bội, sân hận, thù ghét gì ai trong lúc này, thì cái tâm mình là tâm trong sạch, cái tâm trong sáng. Mà mình phải nhận ra cái điều đó để mình thấy là mình đang tu. Tu chỉ là vậy thôi. Còn nãy có cô đó biết mình sắp buồn, sắp giận, hay mình đang giận, đang buồn, mình biết. Cái đó cũng là đã tỉnh thức rồi đó. Biết, và mình bây giờ mình phải vượt qua cái chỗ đó để mình làm sao mình chuyển hóa cái tâm mình để mình không giận, không buồn, không tức bực nữa. Đó là cái sự khác nhau giữa người chưa tu và người biết tu, chỉ vậy thôi. Vì vậy, nội buổi sáng hôm nay, nội ngày hôm nay mình cũng thực hành nhiều cái cách rồi đó nha. Nhưng mà cô cho thực hành ít thôi, 10 phút, 15 phút thôi, có nhiều. Nhưng mà chắc là quý vị cũng nhận ra những cái cách thực hành thiền nó đơn giản lắm. Nó đâu có mất thời gian, đâu có mất tiền bạc gì đâu. Nó cũng không có đòi hỏi mình phải có bằng cấp gì đó. Đâu có đòi hỏi mình phải giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt gì đâu quý vị, phải không? Phải không? Như vậy thấy thực hành thiền dễ không? Rồi không ai trả lời hết, dễ không? Có con mắt mở ra ngó thấy biết vậy mà có nói khó là gì không biết nữa. Bây giờ mình thực hành nè, thấy mở mắt ra nhìn, nghe mở tai ra nghe, xúc chạm cũng rất là dễ làm. Xúc chạm tức là nghe mát, nghe lạnh, nghe nóng, nghe ấm gì đó, mình cảm giác như thế nào đó, nó cũng thuộc về xúc chạm. Thì khi mình biết cách thực hành như vậy thì lúc nào mình cũng có thể thực hành thiền được hết, phải không? Rất là dễ, đâu cần gì phải đi vô chùa hay vô thiền đường, đâu cần gì phải lấy cái gối ngồi thiền mới thực hành thiền được đâu quý vị. Như vậy là lúc nào mình cũng thực hành được hết á, chứ không có phải là tôi không có thì giờ
không có cái vụ đó. Thực hành ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Như vậy là mình phải tiến bộ mau lắm đó. Cho nên mới nói là thực hành trong bốn quay nghi, lúc nào cũng thực hành thiền, thì mình trở thành gì? Là bậc thánh rồi đó. Dễ quá mà. Dễ không? Không. Người nào nói không nó biết. Bên sống nhà lá đó, nói không là ăn gậy đó nha. Hay gì đôi khi cũng phải thực hành liên tục thì mới tốt được. Con thì con nghĩ vậy. Dạ thưa sư cô. Dạ giống con có tưởng tượng như là mình kéo cái cây bị cầm á, khi mà mình ngưng á thì nó sẽ không có ra âm thanh. Tức là cái thực hành là phải liên tục vậy đó. Mà mình đâu có đủ cái nghị lực hay là đâu có đủ cái bản năng để mà mình làm liên tục như vậy. Nếu mình làm liên tục vậy mình đã rất tốt rồi. Con thì con nghĩ rằng là nó có những cái tác quan bên ngoài rồi nó chia phối rồi nó rồi còn những cái cảm thụ hay sao đó, những cái gì ở bên ngoài nó quyến rũ á thưa sư cô. Ví dụ như con có những cuộc vui hay là những bạn bè con, ví dụ như con đánh đổi hôm nay con sẽ không đi du lịch để con đến đây học thiền, thì ở nhận thức của con là con biết rằng con đã quay về với con. Còn nếu như con không đủ bản lĩnh để cưỡng lại những cái cuộc vui hay là những cái đam mê gì đó thì con sẽ bỏ lớp thiền. Con nghĩ là không có dễ gì hết thì rất là khó. Dạ cái đó là tại mình thôi. Dạ, thì tại mình thôi chứ ai quyến rũ được mình. Dạ, nếu mà cái tâm con không có tốt á, nó bị lay động á thì con sẽ xa ngã thôi. Nhưng mà cái đó nó dễ lắm mà sư cô ơi, nó không có phải đơn giản đâu, con không biết nữa. Nhưng mà con thấy đối với bản thân con là tu tập rất là khó, nếu như không có sự bền bỉ, không có sự kiên trì và không có cái sự vấp ngã thì sẽ không thể nào mà thấy được hết á. Dạ. Thì giờ mình vấp ngã rồi, thì giờ mình thấy rồi, thì giờ mình phải nói dễ chứ sao cũng còn khó. Té hoài. Té hoài nói nghe tội nghiệp quá. Té mà biết mình té cũng hay, biết đứng dậy cũng hay. Tao cứ thấy than thở hoài vẫn biết là hả? Quý vị khác thì sao quý vị? Quý vị thấy gì sao? Con thấy dễ chứ không? Sao? Ông nói dễ phải không? Đúng rồi. Dễ chứ đâu có cái gì đâu khó. Ai nói khó nữa? Cho ba gậy. Cô nói không có gì dễ bằng tu thiền. Mở mắt ngó thấy cái gì biết cái đó, sao nó dễ quá vậy? Đâu cần lấy bằng cử nhân tiến sĩ gì đâu à, đâu có cần giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì đâu. Mở mắt ra thấy cái gì biết vậy thôi, sao nó đơn giản vậy mà dạy hoài 15 năm rồi. Năm nào gặp cô cũng chỉ nhắc lại có nhiêu đó à. Mà sao các em cứ tổ chức lớp hoài vậy không biết. Nè, đó, nghe không? Vậy thôi, đâu cần suy nghĩ có tiếng gì. Đó, có cái lỗ tai bình thường là nghe rồi. Đâu cần gì nữa đâu nè. Nghe đâu có nói gì đâu, đâu có biết tiếng gì đâu, đâu có thắc mắc gì đâu, thì nghe chỉ nghe thôi, thấy chỉ thấy thôi. Sao nó dễ quá mà cứ nói khó hoài vậy hả? Mở mắt ra thấy thì thấy có gì đâu phải học hả quý vị? Cô hỏi thiệt đó. Dạ bạch đi sư, kính thưa tất cả quý thiền sinh,
vừa rồi cái tuần ngày hôm qua là coi như con có đã bạn học hồi xưa 52 thời cái con ở đây tại cái vùng quê này, này. Thì con biết trước đó sau khoảng một tuần bắt đầu tới đây là con vô cái khóa thiền này, thì đầu tiên con cũng nghĩ vậy ấy, biết mình có nên tổ chức hay không ta, mình có nên tập hợp bạn bè là hay không, rồi cũng suy nghĩ đến đâu cái ý tưởng giống như cô này, nhưng mà sao con quyết định, con nói đâu có gì dính líu gì đâu, cái tổ chức bạn bè học mặt mấy chục năm xa cách, nói thôi mình tổ chức bằng cách nào, mình tổ chức trong cái niềm vui nào thì biết cứ việc tổ chức, chứ không phải trong cái tổ chức của một buổi tiệc gặp gỡ nhau, cái đó cũng là thiền mà. Khi mình làm cái gì mình biết cái việc đó mình làm đúng, cái việc đó mình làm tất cả mọi người vui vẻ, cái việc đó mình làm nó có ý nghĩa thì đó là thiền, chứ đâu phải thiền là phải tách rời ra khỏi những cái việc đó đâu. Mà chị này thì chị nghĩ là thiền là một cái gì đó ghê gớm, nó cao siêu nhiều lắm mà làm không được. Thì con nói được là vậy, như thế này khi con nhìn như vậy, con chỉ biết nó là như vậy, con cần thèm nghĩ nó thêm cái gì nữa cho nó mệt, tại sao phải phản bản thêm mấy cái chi nữa để cho nó phiền. Thì con nhìn cái đồng hồ thì dĩ nhiên đầu tiên thì cái đồng hồ này chỉ để là để coi giờ thì là biết hay thao thôi, ngoài ra cái màu gì không cần thiết, không có quan trọng. Nhưng cái bạn là biết thì biết, không quan trọng cái gì ngoài cái đó nữa hết, thì con sẽ phải ra, không còn phải suy nghĩ gì thêm những cái chuỗi dài nó kéo thêm những cái đó. Cái quan trọng mà con muốn chia sẻ ở đây là những cái việc chẳng hạn như mình gặp gỡ nhau ồn ào náo nhiệt ví dụ vậy, thì những người học thiền giống như chị này, chị nghĩ đó là những điều cấm kỵ của trong thiền, thì đó là cái điều thắc mắc của con. Điều sư cô giải thích cái đó có phải điều cấm kỵ hay không? Theo riêng con á, thì con thấy là không, tại vì những người họ không có học thì có thể là họ không có biết, còn nếu mình có trong cái đam đó, giữa một cái đam rất là ồn ào náo nhiệt như vậy mà mình lúc nào cũng thể hiện được những người là có biết về thiền một chút, giữ được cái uy nghiêm, cái trang nghiêm của mình, thế là cũng tốt, thì đâu có gì. Theo con nghĩ như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông nói mà cô nghe con không có hiểu 100%. Hình như nói gì ví dụ ăn cơm trưa hả? Phải không? Nói thiền cho bạn con mà, thiền cho bạn con mà. À, bạn của ông Tâm Trí hả? Dạ, bạn có, tụi con hẹn nhau ở đây 35 đứa, hồi xưa học chung rồi. Mà từ đây bây giờ là, hồi xưa tụi con học ở lớp 12, lúc đứa nào cũng 18 tuổi. Giờ bây giờ gặp nhau là U60 rồi. Cho nên cũng rất là vui. Cho nên mà khi đầu tiên thì con nghĩ là khi mình học cái này thì mình có nên tổ chức hay không? Nhưng mà rốt cuộc con vẫn tổ chức bình thường, vẫn hát họ bình thường, không có gì hết, vẫn vui vẻ, thì con nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái tu học thiền hết. Thì đó cái con muốn nói để cũng giải thích cho cái chị này này, chị nói là mình phải không đi thì phải cố gắng hết sức để mà học thiền, còn mình đi mà đây đi đó không phải thiền thì đó là chắc con nghĩ là cô này có suy nghĩ hơi bị xa, cái thiền nó khó quá, thực tế nó không phải vậy, có nghĩ vậy đó. Thiệt ra thì người nào nói cũng có cái lý của người đó thôi. Dạ thưa con xin phép ạ. À. Dạ thưa con xin phép mà là cái ý của con á là không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân con á thì tất cả những cái cuộc vui, tất cả những cái gì mà xã hội không có thể nói là tốt hay xấu hết, tùy theo cái quan điểm của mỗi người. Nhưng mà đối với con á thì con có một cái suy nghĩ, bởi vì vừa qua con cũng đã có tu học, có học thiền rồi. Và con cũng đã bỏ, cho nên con mới nhìn ra được, con nhìn ra được bản thân con thôi. Tức rằng là nôm na một cái từ là khi mà mình yếu á, thì đừng có ra gió. Chứ không phải rằng là theo cái ý suy nghĩ của bạn á, là thiền rồi là không thể ra xã hội, không thể văn nghệ, không thể ca múa, không thể hát hò, không phải. Cái đó không phải vậy. Nhưng mà bởi vì con đã thất bại rồi, con thấy được con rồi, thành ra con mới chứng minh được rằng là không phải là con bỏ hết những cái cuộc vui bên ngoài, nhưng mà đó là những cái làm cho con hư, nó làm cho con cuốn theo cái dòng xoáy đó đó. Thì bây giờ con nhìn ra được bản thân con, chứ không phải con bình luận hay là nhận xét về một ai, nhưng mà đối với cá nhân con chỉ tâm đắc một điều: nếu mình chưa đủ sức, nếu mình chưa đủ cái nghị lực á, thì mình đừng có nên lao vào cái nơi đó, mà mình hãy quay về mình để mình rèn luyện bản thân mình. Khi nào
con cảm thấy con vững rồi. Con gặp những cái chướng ngại mà con bình tâm, con thản nhiên, con như thế nào thì lúc đó thì con mới có cái sự trải nghiệm mới. Còn bây giờ con còn phải quay về chính con. Đúng rồi, đúng. Thiệt ra nói khó nói dễ là tùy nơi, từng giai đoạn, từng cái bước trên con đường tu tập của mình, cả hai vị đều nói hợp lý hết á. Người nói khúc đầu, người nói khúc đuôi. Thì ở trong Phật Pháp, Đức Phật cũng dạy giống vậy đó, các vị tổ cũng dạy vậy đó. Khi nói như thế này, khi nói như thế khác đều đúng hết á. Thí dụ như bước đầu nè, chính Đức Phật thì sao? Thì ly gia các ái à, và rừng tu đó, đó. À, đối với người mới bắt đầu thì giống như cổ nói là mình yếu đừng có ra gió, bị trúng gió vậy đó. Giống vậy đó, bước đầu thì mình tách rời ra những cái cuộc vui vô ích, thí dụ vậy đi, để cho mình đừng có bị dính mắc, để cái tâm mình được yên. Còn nếu như mà mình cứ lao đầu hoài vô cái dòng nước xoáy thì có nhiều khi bị đắm chìm. Thì cái điều này là đúng, trong bước đầu phải vậy, Đức Phật cũng đã từng dạy như vậy. Tức là trong bước đầu mình phải tránh xa những người mà Đức Phật gọi là ác tri thức đó. Tức là bạn xấu đó, mình phải tránh xa. Mình chỉ cần thiện tri thức thôi để mình tu học. Đúng. Còn trong cái bước sau, thí dụ như tới cái bước mà chư tổ đại thừa mà chủ trương Bồ Tát Đạo đó, khi cái tâm mình nó yên lặng, nó trong sạch rồi thì bây giờ mới đi ra giáo hóa, gọi là Bồ Tát Đạo. Thì lúc đó là xem như là bước vào đời đó, mà không có sợ bị dính bụi đời. Thì cái điều này cũng là đúng. Tức là trên con đường tu tập, đối với từng căn cơ, người như thế này, người như thế khác, quý vị đều nói là đúng hết á. Rồi bây giờ không ai phát biểu gì hết sao quý vị? Mai mốt cô về Mỹ rồi đó thì tất là ấm ức. Bây giờ có cái gì mình chia sẻ đi, đặng giải tỏa. Không có hả? Tức là hồi nãy thực hành mở mắt thấy, mình thấy dễ không? Hả? Thấy dễ không? Như nguyện, thấy dễ không con? Dạ, dạ con làm con thì con tập được tại Mỹ Sơn. Ừ. Dạ. Chỉ mở mắt thấy, thấy cái gì, biết cái đó, chỉ vậy thôi. Thì cái tâm mình đó, nó dừng lại liền, mình không có dính mắt vô đối tượng. Ví dụ mình nhìn cái bình bông, biết nó rồi thôi. Còn khi nào mình nói à, bình bông này đẹp quá, thì dính mắt chưa? Đó, dính mắt rồi, đó quý vị nhận ra liền á. Khi mình có cái ý chủ quan của mình về cái đối tượng là mình dính mắt vô đối tượng rồi. Còn khi mình nhìn, mình thấy, mình biết mà mình không có nói gì hết thì mình không có dính mắt. Có nhiều khi mình nhìn mình cũng thấy nó đẹp nhưng mà trong đầu mình không có nói ra cái ý đó, thì cái tâm mình nó cũng tĩnh lặng bình thường, nó cũng khách quan đó. Cái việc tu tập chỉ vậy thôi đó quý vị. Sao cô thấy cái bộ sao bộ mệt mỏi hết sao, không ai nói tiếng nào vậy? Ừ? Không ai nói gì hết vậy, có mệt mỏi không? Hãy mệt mỏi cô đổi màn khác. 5 giờ rồi, bây giờ muốn tập khí công không? Tập khí công nha. Dạ, cho con hỏi một câu cuối đi sư. Dạ. À, lúc mình đi thiền hành đó đi sư, con thấy nó có hai cái cách đi á. Thứ nhất là ví dụ như là hồi sáng mình thực tập là mình đi, mình để cái biết của mình vô trong bước chân. Thì khi mình để cái biết vô bước chân như vậy thì mình sẽ tập trung, mình an chú nó vô thì tâm mình thực sự là nó rỗng lặng và nó không có cái diễn nói gì hết. Thì đó là một cái phương pháp. Con cũng thấy có một cái phương pháp nữa, tức là mình cũng mình không có đặt cái biết vô bước chân nữa mà bắt đầu mình hướng ra bên ngoài. Thì khi mà mình nhìn cảnh, nhìn cây mình cũng đi như thế thì
khi mà thực tập theo cái kiểu như vậy thì con thấy nhiều người họ lại cảm thấy là họ an lạc hơn, vì họ thấy được, nghe được chim chóc, rồi thấy được hoa lá cành, rồi nó không có phải chỉ có bị bó buộc cho mỗi một bước chân nữa thôi. Thì giữa hai cái phương pháp như vậy thì cái nào là bước một, cái nào là bước hai, như sư? Thường á, đi á là cái chân mình đi, tức là xúc chạm của bàn chân, thì cái đó giống như là cái căn bản vậy đó. Đi biết cái bước chân mình đang đi, căn bản. Rồi cái tâm mình nó yên rồi, nó yên lặng rồi. Bây giờ mình thực tập thấy, nghe, xúc chạm, tức là mình buông thả hết tất cả các giác quan để cho nó được tự do, nó thư giãn. Mình chỉ biết thôi, nghe âm thanh gì biết, thấy cảnh gì chỉ biết thôi. Thì lúc đó cái chủ đề là cái biết, biết mà qua thấy, nghe, xúc chạm. Còn cái thứ nhất là biết chỉ một cái xúc chạm của chân thôi. Cái chủ đề thứ nhất đó nó hẹp, nó dành cho cái người giống như là căn bản mới thực hành. Đi, biết mình đang đi, chú tâm vô một đối tượng là cái bàn chân đang xúc chạm thôi. Rồi đó là cái bước đầu tiên căn bản. Rồi cái bước thứ hai nó thoáng hơn, nó thoáng hơn, mở rộng ra, bỏ cái đối tượng là cái bàn chân xúc chạm. Bây giờ mình mở rộng ra tất cả các tánh thấy, nghe, xúc chạm. Thì lúc đó cái biết của mình là nó là giống như trở về nhận ra cái tâm của mình vậy đó. Cái tâm của mình là cái biết. Còn những cái đối tượng của cái biết đó mình không có quan tâm tới nữa. Thành ra cái bước đó là cái bước cao hơn, khó làm hơn một chút. Thôi bây giờ mình đổi đề tài nha. Bây giờ coi, giờ muốn cô hướng dẫn khí công không? Thôi bây giờ mình hồi hướng để mình chấm dứt cái buổi học thiền nha. Rồi cô sẽ hướng dẫn tới khí công một chút. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.